lên đó. Và lại bắt nó trở lên nè. Giải thoát nó lên nè, có tương lai. Đi từng nhanh luôn, đúp luôn này ra. Ghe lại là chơi được rất nè các bạn. Thank you.
dày kinh khủng luôn đó. Quá. Wow. Quá nó không lầy quá. Trời thiệt chứ. Nhả được ra đó, có nước mà nhả được ra đó. Có nước nó nhả ra đó. Nó lại gắn nó vậy chú Nguyễn, đắp có được đâu cái này. Quá trời luôn. Thua rồi, tài xế thua luôn rồi. Năm cái keo nghĩ đó, đông xuân mới đắp được. Dẻo, có nước nó tuôn đủ quá, đi được đâu mà đắp. Ủa người năm nay mấy cắt nó cũng dẻo từ lưa ta la hôm qua chứ. Chết luôn. Đất này năm nay bị trầm thủy. Ai kêu anh chống gậy anh tài xế. Đem về luôn đi, ăn uống gì đâu. Hết ăn uống nổi rồi. Giờ thì gắn đồ vô thì chạy về. Ủa, quá trời. Dữ dằn. Máy mạnh ghê ha. Ừ. Ai mà đang ai hả? À nó chích cái cốt. Cốt đắp được vào. Dắt về rồi dắt mẹ nó chỗ nào ấy. Phải nó lại yên chỗ đỡ nó lại đều đất hết trơn á.